Mến chào quý anh chị và các bạn đến với video mới nhất của kênh. Kính chúc quý anh chị và các bạn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, may mắn và thành công trong cuộc sống. Sau đây, hãy cùng kênh tìm hiểu tử vi tháng 4 năm 2021 của 12 con giáp chi tiết. Xem tử vi tháng 4 năm 2021 của 12 con giáp tuổi Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Hợi về vận trình công việc, sức khỏe, tình duyên, chi tiết và chính xác. Và trước khi bước vào nội dung chính, quý anh chị và các bạn đừng quên đăng ký miễn phí kênh và ấn vào tín hiệu chuông để luôn là người đầu tiên nhận được thông báo khi có video mới nhất. Tử vi tháng 4 năm 2021 của tuổi Tý. Tháng 4 của tuổi Tý dự báo vận trình tháng mới ổn định, công việc tiến triển đều đều, tốt đẹp. Trong tháng, các mối quan hệ xã giao duy trì ở mức hài hòa, có người giúp đỡ khi gặp khó khăn. Mặc dù có điềm báo kẻ tiểu nhân quấy phá, nhưng không ảnh hưởng quá nhiều. Con giáp này tin tưởng vào bản thân và làm những điều mình mong muốn sẽ mang lại kết quả tích cực. Vận trình tài lộc tươi sáng, bản mệnh có nhiều cơ hội đầu tư thuận lợi. Chỉ cần đưa ra những lựa chọn sáng suốt và quyết đoán sẽ mang lại thành quả lớn. Tuy nhiên, vẫn còn những tiềm ẩn nguy cơ, vì vậy trở nên chủ quan. Bên cạnh đó, con giáp này nên thắt chặt chi tiêu, hạn chế mua sắm quá đà và suy tính thật kỹ khi cho vay mượn tiền để tránh một đi không quay trở lại. Tình hình sức khỏe của tuổi Tý tương đối tốt, hầu như không có bệnh tật gì nghiêm trọng. Có thời gian nên chú ý chăm sóc bản thân nhiều hơn, học cách giải tỏa căng thẳng, áp lực như chia sẻ với gia đình, người thân, bạn bè hoặc đi du lịch khám phá những vùng đất mới thú vị. Nhiệt tình tham gia các hoạt động tập thể cũng sẽ giúp tinh thần phấn chấn nhiều hơn. Về đường tình duyên tháng này khá vượng sắc. Bản mệnh chủ động nắm bắt cơ hội tốt đến với mình để thúc đẩy nhân duyên, không khó để tuổi Tý gặp được người tâm đầu ý hợp. Tình cảm vợ chồng hài hòa, những mâu thuẫn trước đó được hóa giải và có thể hâm nóng tình cảm bằng những sự quan tâm, chăm sóc với nửa kia chu đáo hơn. Tử vi tháng 4 năm 2021 của tuổi Sửu. Công việc của tuổi Sửu ngày càng hanh thông, thuận lợi, sự nghiệp phát triển nhanh chóng và gặt hái nhiều thành công lớn. Con giáp này khẳng định được năng lực của mình. Hơn thế nữa, với quý nhân trong tháng vượng, bản mệnh được giúp đỡ, chính vì thế mà mọi việc trôi chảy hơn rất nhiều. Tuy nhiên, cũng đừng ngủ quên trong chiến thắng mà chủ quan, lơ là. Đối với vận trình tài lộc ngày càng khởi sắc, một phần cũng là nhờ sự phấn đấu, tích lũy miệt mài trong suốt thời gian vừa qua. Ngoài ra, bản mệnh quyết định đầu tư phù hợp sẽ thu về lợi nhuận cao. Nhưng đừng quá tham lam mà mù quáng, làm việc gì cũng phải tìm hiểu, nghiên cứu kỹ càng để tránh kẻ xấu lừa gạt tiền bạc. Về phương diện tình cảm hài hòa, bản mệnh và người ấy ít khi xảy ra mâu thuẫn dù thời gian bên nhau không quá nhiều. Tình yêu đôi lứa trong giai đoạn mặn nồng có thể tính tới chuyện kết hôn sớm, ổn định cuộc sống. Các cặp vợ chồng thấu hiểu nhau nhiều hơn, đôi bên cùng cố gắng, nỗ lực và luôn hướng về nhau. Con người độc thân đi đâu cũng có vệ tinh xung quanh, được nhiều đối tượng để mắt tới. Còn về sức khỏe của người tuổi Sửu duy trì ổn định, con giáp này cũng cần chú ý bảo vệ mắt. Ăn uống tăng cường các thực phẩm bổ sung cho mắt, giúp cải thiện thị lực tốt hơn. Công việc bận rộn, khó tránh lúc mệt mỏi, đau đầu, suy nhược, thần kinh, cần phải nghỉ ngơi hợp lý để có điều kiện để lên kế hoạch đi du lịch, xả hơi một chút. Tử vi tháng 4 năm 2021 của tuổi Dần. Người tuổi Dần có một tháng nhiều năm may mắn và thuận lợi trong mọi phương diện. Sự nghiệp tiến triển tốt đẹp, hoàn thành mục tiêu cả ngắn và dài hạn. Người làm công ăn lương có cơ hội thăng tiến khi thể hiện được năng lực cá nhân lẫn tài dẫn dắt đội nhóm trong công việc. Trong tháng có thể mưu sự lớn bởi khả năng thành công cao, tuy nhiên làm gì cũng phải thận trọng từng chi tiết. Về phương diện tài lộc, vì thế cũng dồi dào. Các nguồn thu nhập có nhiều xu hướng gia tăng đáng kể, không quá phụ thuộc vào thu nhập chính. Người kinh doanh trong tháng mua mai bán đắt, lợi nhuận gấp bội lần. Doanh thu đạt
được vượt ngoài dự kiến. Hãy mạnh dạn mở rộng quy mô kinh doanh để tiền bạc trong túi tiếp tục sinh sôi nảy nở. Tuy nhiên đừng nên mạo hiểm, cần phải dựa trên điều kiện thực tế nếu không muốn tiền mất tật mang. Chuyện tình cảm của con giáp này khá lý tưởng. Tình yêu lứa đôi, hôn nhân gia đình ngày càng kháng khích, mặn nồng sau khi đôi bên cùng trải qua không ít sóng gió, biến cố của cuộc đời. Đời sống vợ chồng hài hòa, gia đạo an yên. Bản mệnh độc thân được nhiều người để ý, có nhiều sự lựa chọn, thế nhưng điều đó lại khiến con giáp này do dự, thiếu quyết đoán. Đối với tình hình sức khỏe, tuổi Dần chú ý duy trì chế độ ăn uống, nghỉ ngơi và luyện tập thể dục, thể thao đều đặn, tránh tình trạng tăng cân đột biến. Tử vi tháng 4 năm 2021 của tuổi Mão. Người tuổi Mão được quý nhân che chở, gặp nhiều may mắn. Nhờ thế mà vận trình công việc diễn ra rất thuận lợi, gặt hái không ít thành công rực rỡ. Tuy có một chút trở ngại không quá lớn. Bằng trí thông minh và tài ngoại giao khéo léo, con giáp này vẫn hoàn thành mục tiêu đã đề ra. Nếu phải đưa ra quyết định quan trọng, đừng vì cái lợi trước mắt mà mất đi lợi ích lâu dài, cần phải nhìn xa trông rộng hơn. Tình hình tài chính khởi vượng mang tới vận may lớn về tài lộc của tuổi Mão. Người làm công có cơ hội đề xuất tăng lương, khả năng được cấp trên chấp thuận rất cao. Bản mệnh kinh doanh mang lại nhiều lợi nhuận, đặc biệt trong lĩnh vực bất động sản. Do vậy, con giáp này hoàn toàn có thể tự tin mưu sự lớn, nhưng lưu ý, phải biết điểm dừng, kẻo tham thì thâm. Còn về chuyện tình cảm thì thăng hoa, đời sống hôn nhân hạnh phúc, con giáp này có thể đón tin vui về chuyện con cái. Người độc thân có cơ hội làm quen, mở rộng quan hệ với tài ăn nói khéo léo của mình. Bản mệnh tự tin thể hiện cá tính và lựa chọn nửa kia theo tiêu chuẩn của riêng mình. Dù cuộc sống không phải lúc nào cũng màu hồng, nhưng tuổi Mão biết suy nghĩ tích cực, hướng tới những điều vui vẻ, nên dễ dàng hóa giải mọi vấn đề về tình cảm. Còn về sức khỏe, thời tiết biến đổi liên tục, khó tránh bị cảm cúm hoặc ống vặt. Tuy nhiên, thể trạng mau phục hồi, không phải quá lo lắng. Tuổi Mão hết sức lưu ý về vấn đề an toàn khi đi lại cũng như trong lao động. Tử vi tháng 4 năm 2021 của tuổi Thìn. Người tuổi Thìn vận trình giảm sút đáng kể, công việc gặp nhiều trở ngại, khó khăn, áp lực. Có những việc tưởng chừng sắp hoàn thành, đến nơi thì đến giai đoạn cuối lại gặp trục trặc, phải dừng lại vì lý do khách quan nào đó. Bản mệnh không nên ôm đồm quá nhiều việc trong thời gian này để có thể giải quyết các vấn đề tồn đọng trước đã. Về phương diện tài chính, do hung tinh hoành hành nên tài lộc của người tuổi Thìn kém sắc, khó tránh tình trạng hao tài, phá của. Có tiền trong tay nhưng không giữ được lâu. Mặc dù trong tháng có các tinh giúp đỡ, nhưng các việc chi tiêu phát sinh quá nhiều nên mọi thứ vẫn không cải thiện nhiều. Người kinh doanh buôn bán nên chú trọng hơn về chất lượng, sản phẩm. Có như vậy, vận trình mới khởi sắc được. Về chuyện tình cảm gặp nhiều biến cố, bản mệnh để công việc ảnh hưởng đến tình cảm, khó kiềm chế được bản thân, mà dễ nóng tính gây ra những xung đột đối với người ấy, khiến người ấy buồn phiền. Những người đã yên bề gia thất cần phải nhẫn nhịn hơn một chút. Nếu cứ cố chấp và bướng bỉnh thì tình cảm cũng sẽ rạn nứt. Con giáp này còn độc thân nên dành nhiều thời gian gặp gỡ, hẹn hò nhiều hơn. Còn về phương diện sức khỏe của tuổi Thìn có dấu hiệu đi xuống, tinh thần suy sụp, suy nghĩ quá nhiều và áp lực không được giải tỏa. Hãy thư giãn nhiều hơn, tìm cách cân bằng được thời gian làm việc và nghỉ ngơi, có như vậy sức khỏe mới được đảm bảo. Tử vi tháng 4 năm 2021 của tuổi Tỵ. Vận trình của người tuổi Tỵ trong tháng 4 giảm sút, xuất hiện một vài dấu hiệu bất thường, ảnh hưởng khá nghiêm trọng tới tinh thần. Môi trường làm việc cạnh tranh quyết liệt, con giáp này cần cẩn trọng, bởi có kẻ tiểu nhân hãm hại, không nên sao lãng hay chủ quan trong thời gian này. Chuyện hợp tác làm ăn không gặp trục trặc, ngay khi mới bắt đầu, cần chọn đối tác tốt về đạo đức và tiềm lực tài chính. Còn về tình hình tài chính, khó mà như ý khi kiếm tiền, được bao nhiêu lại chi tiêu hết, thậm chí còn tiêu lệm vào cả khoản tiền tích lũy trước đó. Các khoản chi tiêu này phát sinh nhiều, lại có điềm báo phá tài. Kinh doanh buôn bán khá chật vật, cần phải thay đổi cách thức cũ thì mới
tiến triển tốt đẹp được. Người làm công tạm hài lòng với mức thu nhập hiện tại bởi khả năng cũng có giới hạn. Vận đào hoa của người tuổi Tỵ khá vượng, thích hợp cho người độc thân tìm kiếm tình yêu cho riêng mình sau thời gian làm quen, tiếp xúc với đối phương. Các cặp đôi đang yêu có thể tính tới chuyện yên bề gia thất. Tuy nhiên, tình cảm vợ chồng liên tục nảy sinh cãi vã mâu thuẫn vì không có tiếng nói chung. Hai người nên cùng nhau nhìn nhận lại vấn đề. Chỉ một người nỗ lực mà thôi là chưa đủ. Còn về phương diện sức khỏe, tháng này khá ổn định. Người ốm thì nhanh mau hồi phục, quan trọng là tinh thần thoải mái, lạc quan. Bản mệnh không mắc bệnh nghiêm trọng, tuy nhiên khó tránh các bệnh vặt theo mùa. Bên cạnh đó, con giáp này nên chú ý đi đứng cẩn thận, tránh bị té ngã hay va chạm xe cộ gây chấn thương, chảy máu. Tử vi tháng 4 năm 2021 của tuổi Ngọ. Tuổi Ngọ được quý nhân che chở, vận khí hanh thông, gặp nhiều điều may mắn cho nên mưu sự dễ thành. Công việc trong tháng tiến triển suôn sẻ, làm gì cũng được đề cao quy trình, thứ tự. Sự nỗ lực được đền đáp bằng những thành quả xứng đáng. Dù là người làm công, ăn lương hay làm tự do, con giáp này đều hài lòng với những gì đã đạt được. Bản mệnh một khi đã quyết tâm thì điều gì cũng làm cho bằng được. Trong tháng 4, con giáp này được các tinh trợ mệnh, mang tới nhiều vận trình may mắn trong tài chính, hứa hẹn sẽ gặt hái thành công trong các lĩnh vực kinh tế hay đầu tư. Các hợp đồng được ký kết, tiến hành giao dịch lớn nhỏ đều diễn ra suôn sẻ. Tuy nhiên, người tuổi Ngọ vốn chi tiêu hào phóng nên thường không tích lũy được nhiều, vì vậy cần phải học cách chi tiêu tiết kiệm. Bản mệnh sẽ thấy mình luôn chủ động được tiền bạc mà không bị nó điều khiển. Còn về chuyện tình cảm, có nhiều chuyển biến tích cực. Người độc thân vượng đào hoa, sớm tìm thấy nửa kia tâm đầu ý hợp với mình. Các cặp đôi đang trải qua giai đoạn vô cùng mặn nồng, ngọt ngào của tình yêu, có thể tính tới chuyện trăm năm. Mọi thứ đã thuận lợi thì nên nhanh chóng tiến hành. Vợ chồng hóa giải xung đột, bất đồng và hâm nóng tình cảm. Về tình hình sức khỏe của tuổi Ngọ duy trì ở mức ổn định, tuy nhiên khó tránh khỏi tình trạng mệt mỏi, uể oải, làm việc thiếu tập trung do ảnh hưởng của ngũ hành. Nếu bản mệnh biết cách cân bằng thời gian cho công việc và nghỉ ngơi, thì tình trạng này sẽ nhanh chóng được cải thiện. Tử vi tháng 4 năm 2021 của tuổi Mùi. Tử vi tháng 4 của tuổi Mùi dự báo đối mặt với nhiều trở ngại ở nhiều phương diện, nhất là công việc. Con giáp này cảm giác làm gì cũng bất thuận, hay làm những vấn đề gặp khó khăn từ nguyên nhân khách quan đến chủ quan. Chuyện hợp tác làm ăn kinh doanh gặp trục trặc ngay từ bước đầu do đôi bên thiếu sự tin tưởng. Nếu bình tĩnh xử lý vấn đề có thể xoay chuyển tình thế. Ngược lại, bản mệnh càng nóng vội càng dễ hỏng việc. Vận trình tài lộc có xu hướng giảm, tuy nhiên thu nhập chính vẫn khá ổn định. Con giáp này nên tập trung và mở rộng công việc hiện tại, không nên ôm đồm quá nhiều việc, kiểu việc gì cũng không đạt được kết quả như ý muốn. Với tính cách cố chấp, bảo thủ của mình, con giáp này gây ra nhiều mâu thuẫn bất đồng trong chuyện tình cảm. Những rắc rối tháng trước chưa được giải quyết, cộng thêm mâu thuẫn mới phát sinh, khiến không khí gia đình ngột ngạt. Người độc thân mãi mê phấn đấu và làm giàu nên bỏ lỡ không ít cơ hội yêu đương. Thế nhưng, cần suy nghĩ lạc quan, bản mệnh, còn nhiều cơ hội khác chắc chắn tìm đến mình với những mối liên duyên phù hợp với bản thân. Về sức khỏe của tuổi Mùi thì xuống dốc, sức đề kháng giảm. Một phần do tác động tiêu cực từ yếu tố thời tiết, môi trường sống, con giáp này cần phải chú ý cải thiện cả về chế độ ăn uống và luyện tập thể dục thể thao hợp lý. Tử vi tháng 4 năm 2021 của tuổi Thân. Theo tử vi tuổi Thân, vận khí chuyển biến khả quan hơn tháng trước. Công việc diễn ra theo đúng kế hoạch, kết quả đạt được cũng rất tốt. Tuy nhiên, con giáp này phải vất vả, chạy ngược chạy xuôi, nên trong quá trình tiến hành hay gặp nhiều trắc trở khó khăn. Bản mệnh cần phải thực hiện quyết tâm mới, có thể theo đuổi mục tiêu của mình để tới cùng. Các mối quan hệ đồng nghiệp không được như ý, xảy ra nhiều mâu thuẫn. Về phương diện tài lộc, không lý tưởng cho lắm. Tuổi Thân không gặp may mắn về tiền bạc. Để kiếm được tiền, con giáp này cũng rất chật vật mới có được. Có dấu hiệu phá tài nhẹ.
bản mệnh cần phải quản lý tài chính chặt chẽ hơn, kinh doanh buôn bán khó khăn do sức cạnh tranh mạnh thêm biến động của thị trường. Kế hoạch đầu tư hay hợp tác là chuyện tình cảm của con giáp này khá lận đận, người độc thân dễ rơi vào cảnh tăm tối, chưa tìm được đối tượng ưng ý. Tình cảm vợ chồng ngày càng xa cách do mâu thuẫn, tranh cãi liên tục xảy ra. Bên cạnh đó có dấu hiệu xuất hiện kẻ thứ ba xen ngang, phá hoại tình cảm đôi lứa. Thay vì hoài nghi, bản mệnh nên nhìn nhận lại bản thân mình, phải chăng tình cảm đã nguội lạnh là nguyên nhân của tất cả điều này. Còn đối với sức khỏe, con giáp này cần chú ý chế độ ăn uống hợp lý và nghỉ ngơi, tránh bệnh cũ tái phát. Tử vi tháng 4 năm 2021 của tuổi Dậu. Tuổi Dậu đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Tuy nhiên, một khi kiên trì vượt qua, thành quả gặt hái được xứng đáng. Con giáp này nên đề phòng bởi dấu hiệu tiểu nhân đeo bám rõ ràng. Bản mệnh cần phải hành sự cẩn thận và cố gắng kiểm soát cảm xúc của mình đối với mọi chuyện để không chuyển biến theo hướng tiêu cực. Với những ai đang có ý định tìm kiếm công việc sẽ cảm thấy vất vả ngay từ ban đầu. Vận trình tài lộc có nhiều biến động, lên xuống thất thường theo chiều hướng xấu. Con giáp này cần có kế hoạch quản lý tài chính thật rõ ràng và chặt chẽ hơn mới có thể hạn chế tình trạng này. Tuổi Dậu vốn giỏi tính toán, khả năng quản lý tài chính không phải ai cũng có được. Tuy nhiên, bản mệnh lại luôn chủ quan, thiếu tầm nhìn xa trông rộng nên dễ mắc phải những sai lầm lớn khiến tiền bạc tiêu tan nhanh chóng. Vận đào hoa trong tháng vượng, vì thế nhân duyên phơi phới, tình yêu mặn nồng. Tốt cho người độc thân tìm kiếm hạnh phúc của mình. Các cặp đôi đang yêu có thể tính tới chuyện có thêm bước tiến quan trọng trong tình cảm hiện tại bằng một cái kết hạnh phúc viên mãn. Tuy nhiên, điều này lại không hề tốt đối với những con giáp đã có gia đình. Các mối quan hệ xã giao không rõ ràng khiến chuyện tình cảm vợ chồng rạn nứt. Tình hình sức khỏe của tuổi Dậu có dấu hiệu giảm sút rõ rệt, bệnh cũ tái phát, dễ bị ốm vặt, cơ thể thường xuyên mệt mỏi, uể oải, đau nhức. Con giáp này nên thay đổi thói quen sống tích cực hơn, hạn chế ăn hàng quán hay ăn uống đồ uống có cồn để cải thiện thể chất. Bên cạnh đó, việc chăm chỉ luyện tập thể dục thể thao để tăng cường khả năng chống lại bệnh tật cũng là chậm đi dấu hiệu lão hóa. Tử vi tháng 4 năm 2021 của tuổi Tuất. Tử vi tháng 4 năm 2021 của tuổi Tuất nói rằng bị hung tinh rình rập đe dọa cho nên vận trình nhiều khó khăn, biến động, khối lượng công việc ngày càng chồng chất, khó tránh khỏi căng thẳng và áp lực. Trong khi đó, mức lương của con giáp này nhận lại không tương xứng. Vì lẽ đó mà nảy sinh tâm lý chán nản, bất bình, tạo ra rào cản lớn trong con đường phát triển sự nghiệp. Vạn sự khởi đầu nan, có thể lúc bắt đầu chưa thuận lợi. Nhưng nếu kiên trì theo đuổi tới cùng sẽ đạt được thành công. Mặc dù công việc có nhiều biến động, nhưng vận trình tài lộc của tuổi Tuất vẫn khá ổn định. Con giáp này không phải lo lắng hay suy nghĩ quá nhiều về vấn đề tiền bạc. Trong tháng, nguồn thu nhập có dấu hiệu tăng nhẹ. Hãy thận trọng đưa ra những quyết định sáng suốt, bản mệnh sẽ thu lại không ít lợi nhuận. Có điều, cần phải biết điểm dừng, đừng quá tham lam, nếu không dễ dàng bị lừa gạt. Con giáp này khá bảo thủ và cố chấp, vì thế mà bị cản trở nhân duyên của chính mình. Tình cảm đôi lứa gặp trục trặc, tuy nhiên không tới mức tồi tệ. Người độc thân có thể có nhiều mối quan hệ, song chưa tìm được nửa kia ưng ý. Mặc dù có nhiều khả năng người đeo đuổi nhưng vẫn luôn cảm thấy cô đơn vì cảm giác không ai hiểu được mình. Các cặp vợ chồng liên tục nảy sinh mâu thuẫn xung đột khiến không khí gia đình trở nên căng thẳng. Còn về phương diện sức khỏe, tâm lý không ổn định thường ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và thể chất. Vì suy nghĩ nhiều nên lao lực, nên tình trạng suy nhược thường xuyên xảy ra, cảm thấy mệt mỏi, uể oải. Bên cạnh đó, bản mệnh cũng cần chú ý đến các vấn đề về da như dị ứng, ngứa ngáy, mẩn đỏ. Tử vi tháng 4 năm 2021 của tuổi Hợi. Tuổi Hợi, sự nghiệp tiến triển khá hanh thông. Dù là việc lớn hay nhỏ, chỉ cần con giáp này quyết tâm và theo đuổi tới cùng sẽ gặt hái thành quả tốt đẹp.
Nếu bản mệnh có trí tiến thủ và tầm nhìn xa trông rộng sẽ dễ dàng nắm bắt cơ hội. Về phương diện tài chính, tuy có khởi sắc nhưng vẫn khá chậm và còn mơ hồ. Dẫu sao con giáp này khá may mắn về vấn đề tiền bạc, không lo túng thiếu, chi tiêu trong tháng không hề ít nhưng tất cả đều nằm trong kế hoạch của tuổi Hợi nên không quá bất ngờ. Tình hình buôn bán duy trì ở mức khá, doanh thu không đến nỗi tệ, bản mệnh cần phải chủ động và xông xáo hơn nữa. Vận đào hoa vượng sắc, người độc thân có nhiều cơ hội tìm được nửa kia cho mình. Quan trọng là bản mệnh có muốn điều đó hay không thôi. Tuy nhiên con giáp này đôi khi sống khép mình, không mặn mà lắm với chuyện yêu đương cho nên bỏ lỡ không ít nhân duyên tốt đẹp. Tình yêu đôi lứa gặp chút trở ngại nhưng nếu cùng nhau cố gắng thì sẽ vượt qua. Tình hình sức khỏe khá ổn định, hầu như không gặp vấn đề nào khá nghiêm trọng. Chỉ cần người tuổi Hợi chú ý chế độ ăn uống của mình sao cho đảm bảo an toàn, dinh dưỡng đầy đủ, hạn chế ăn hàng, quán, không đảm bảo vệ sinh, có thể bị ngộ độc. Bên cạnh đó cần duy trì thói quen luyện tập thể dục thể thao đều đặn để kiểm soát tốt cân nặng. Béo phì là nguyên nhân dẫn đến những biến chứng sức khỏe, vì vậy không được chủ quan. Cảm ơn tất cả các bạn và quý anh chị đã lắng nghe và theo dõi tử vi tháng 4 năm 2021 của 12 con giáp. Nếu thấy video hữu ích, quý anh chị và các bạn đừng tiếc like, comment và chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Đồng thời đừng quên đăng ký miễn phí kênh và ấn vào tín hiệu chuông để luôn là người đầu tiên nhận được thông báo khi có video mới nhất. Kính chúc quý anh chị và các bạn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, may mắn. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video mới nhất nhé.